Kính chào quý khán thính giả và kính mời quý vị cùng trở lại tiếp tục theo dõi chương trình The Kim Nhung Show trong một thời sự ngày mai với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Thì quý vị, Kim Nhung cũng như là kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa trong chương trình thời sự ngày mai ngày hôm nay sẽ tiếp tục chủ đề Đảng Tự do Dân chủ, Thủ tướng Shinzo Abe với khuynh hướng bảo thủ của chủ nghĩa dân tộc đã đến lúc có thể nói ra những điều mà đại đa số dân Nhật đồng ý, đó là Nhật Bản phải có tiếng nói quốc tế và quyền tự vệ. Và Trung Cộng phản công trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế lẫn quân sự ngoại giao. Và thế trận này chắc chắn là sẽ phá vỡ sự ổn định của Đông Nam Á trong tất cả các lĩnh vực. Kim Nhung xin trở lại kính chào anh. Xin chào cô Kim Nhung. Xin chào tái ngộ quý khán giả. Thưa với anh Nghĩa, cho Kim Nhung mở đầu là trong những lần nói chuyện trước kia thì anh cũng đã có đề cập đến nếp văn hóa, thậm chí là tâm lý bi hùng của mỗi dân tộc Nhật Bản. Và lần này nó sẽ thể hiện ra sao trước cái tâm lý khoa trương đầy mặc cảm, vị trị của Hán tộc thưa anh? Tôi nghĩ cái sự xung đột đó, tôi cho rằng là nó là cái yếu tố mà nó tiềm ẩn, tức là tôi cứ gọi cái đó nó là cái chuyển động ngầm, mà nó là cái ảnh hưởng rất mạnh, nó chi phối những cái người lãnh đạo ở trên. Thực sự ra người ta cứ nghĩ rằng là giờ có ông này lên, triều đại ông này, triều đại ông kia lên, hay có ông tổng thống này, ông thủ tướng nọ. Thế mà thực sự ra tất cả những người đó họ đều là bị ảnh hưởng của quá khứ. Và trong quá khứ đó nó có địa dư, nó có lịch sử và nó có cả cái tâm lý của người dân. Thành ra trong một cái giai đoạn khá lâu, có thể chút nữa cô sẽ đề cập đến, ta nhắc lại đó là nước Nhật đó là đã có cái thái độ khá hòa hoãn với lại Trung Quốc. Thế và bây giờ đó thì họ 20 năm vừa rồi họ gặp rất nhiều khó khăn, thì họ đang phải tiến hành cái việc mà cải cách rất là táo bạo và liều lĩnh về kinh tế, về những cái lĩnh vực mà người ta cứ ông Abe, người ta cứ nói rằng là ông có một cái ba mũi tên đó, tức là một cái cải cách về tiền tệ tín dụng, một cải cách về trong cái hệ thống gọi là tài trợ để ra khỏi cái tình trạng giảm phát kéo dài mười mấy năm vừa rồi đó. Và cái mũi tên thứ ba nữa đó, tức là cải tổ lại cả cái cơ cấu kinh tế và chính trị của nước Nhật. Cái đó mới là cái chuyện quan trọng. Thì cái lần vừa rồi mà ông vừa mới thắng cử ở Thượng viện đó, hôm 21 đó, tức là ông, đảng của ông và cái đảng Tân Công Minh đó là bây giờ kiểm soát được cả Thượng viện lẫn Hạ viện. Và trong giữa hai viện thì cái Thượng viện là quan trọng nhất. Thì ông có thể rằng là ông tiến hành được cái việc mà cải cách về cơ chế đó, quan trọng nhất. Nhưng mà thế giới bên ngoài đó, và đặc biệt người Việt Nam chúng ta thì để ý đến cái mà tôi gọi là mũi tên thứ tư, tức là cải cách về cái chế độ đối phó với lại bên ngoài của Nhật Bản. Tức là trở lại cái chuyện mà người ta cứ gọi là nói dễ hiểu là tái võ trang nước Nhật đấy. Thì cái điều đó là cái điều mà tôi cho rằng là nó cũng tất nhiên. Và yếu tố nó khiến đưa người Nhật đến chuyện đó là chính là Trung Quốc, thưa cô. Dạ vâng. Vâng, trong những cái tin tức gần đây thì họ vẫn đề cập tới vấn đề ông Shinzo Abe cũng như là nước Nhật của họ cũng đang có những cái thái độ rất là hòa hoãn với lại Trung Quốc. Tuy nhiên thì anh cũng đã có đề cập trước kia, bang giao giữa Nhật Hoa không phải là một cái tiến trình đơn giản. Vì họ cũng đã chia sẻ cùng một cái lịch sử khá đen tối trong gần hai thế kỷ, trong đó có trăm năm xung đột võ trang và tranh chấp về chủ quyền. Như vậy cái những cái ấn tượng đó nó có ảnh hưởng đến những cái nỗ lực hòa giải của các nhà lãnh đạo hai nước không thưa anh? Tôi nghĩ có, đầu tiên bên phía nước Nhật đó thì họ đã có cái nỗ lực đó thật, tức là cái ông ngoại của ông đương kim thủ tướng ông Kishi đó, ông đó nó làm ông gọi là ở trong công thần của cái chế độ thiên hoàng thời trước 45 đó, và ông đang bị tù. Về sau đó là chính Hoa Kỳ đó là cho phép thả ông ra, là tại vì ông có cái tư tưởng khá phóng khoáng, và đặc biệt là ông chống cộng. Mà lúc đó thì Hoa Kỳ cần nước Nhật, không phải là đối với lại Trung Quốc đâu, tại vì lúc ấy Trung Quốc là còn đang lụng bại đối với lại Liên Xô. Thì ông Kishi hoặc là kế tiếp đó, tức là ông thân phụ của ông Shinzo Abe, tức là ông Shintaro Abe đó, là tức là ông ngoại trưởng đó, hoặc là ông Fukuda, gần ý người họ đều có chuyện đó cả. Nhưng mà cái điều đặc biệt đó là trong cái giai đoạn mà những cái năm trở lại đây đó thì lãnh đạo của nước Nhật thấy rằng là mình có hòa hoãn, mình đầu tư vào trong đó, mình vẫn gặp một số vấn đề. Đầu tiên cái mâu thuẫn về cái đảo Senkaku và điếu ngư đó, mà Trung Quốc gọi là như vậy đó, tức là nó đã bùng nổ từ năm 2010. Và sau đó là vì những cái tranh chấp đó mà Nhật thì đang đầu tư tạo ra công ăn việc làm và đem lại lợi ích cho kinh tế cho Trung Quốc đó.
thì Trung Quốc đó là bắt bí nước Nhật bằng cách là hạn chế, cấm ra lệnh, cấm vận, không có xuất cảng cái gọi là kim loại hiếm đó, mà người ta cứ gọi là đất hiếm đó, tức là những cái loại mà sản phẩm rất cần thiết cho công nghiệp, một công nghiệp cao cấp đó, đó. Cấm không có xuất cảng của bên Nhật nữa chẳng hạn, tức là bắt bí nước Nhật về chuyện đó. Thì sau đến khi nước Nhật mà lại bị cái vụ thiên tai năm 2011 đó, đó, ở tại Fukushima chẳng hạn, tức là họ đã bị nào là động đất rồi sóng thần rồi nguyên một cái hệ thống 54 lò nguyên tử của họ đó, 52 lò đó, đó là ngưng hoạt động chẳng hạn, tức là họ bị khốn đốn về cái chuyện đó, đó. Thì đấy là cái lúc mà Trung Quốc đó, đó lại có cái thái độ bắt bí. Anh nó đưa đến cái bùng nổ đó là năm 2012 vừa rồi. Thì năm 2006 có một lần cô có nhắc đến kỳ trước, đó là chính ông Thủ tướng Shinzo Abe lúc đó ông có làm Thủ tướng trong vòng một năm, ông cũng đã có những cái thái độ hòa hoãn. Nhưng mà về sau ông thấy là cái chuyện nó không xong. Thành ra đến trước khi mà ông đi ra tranh cử trong cái hồi tháng 11 năm ngoái đó, đó là ông đi đến thăm cái ngôi đền mà kỳ trước mà mình có nói chuyện đó, tức là một đền gọi là thờ thần xã tắc, thờ anh hùng liệt sĩ của họ. Nhưng mà trong đó là có những cái người gọi là tội phạm chiến tranh, là tại vì những sĩ quan cao cấp ở trong cái thời chiến tranh của nước Nhật ngày trước đó, từ năm 1947 đến 1945 chẳng hạn đó, đó. Thì là Trung Quốc coi cái đó đó giống như là không chấp nhận được, và coi như là tức là trở lại một cái tinh thần gọi là cực hữu vân vân, đó là đả kích đó. Khi mà ông đến chỗ đó, đó đó, tức là ông xác định lại cái lập trường của ông, và chính cái đó là phản ứng Trung Quốc khiến cho ông phải đi đến ông thăm chỗ đó, và nhờ cái đó mà ông thắng lớn ở cuộc bầu cử hạ viện vào cuối năm 2012, và vừa rồi đó ông lại thắng lớn ở thượng viện, là tại vì đưa ra một số những cải cách như những cái mũi tên ban đầu mà tôi kể đó. Thì tôi nghĩ rằng là không ai muốn có chiến tranh xảy ra giữa hai nước đó cả. Nhưng mà khi mà nước Nhật mới bây giờ đang phải khẳng định cái tư thế của họ đó, đó, và trở lại một cái vai trò quan trọng hơn về quân sự đó, đó, thì Trung Quốc đó đã có phần trách nhiệm trong đó, chứ không phải là hoàn toàn vô can đâu. Vâng, anh, cái khuynh hướng mà khuynh chính trị muốn bỏ cái điều 9 hiến pháp Nhật, thực hiện đi tiến tới cái hiến định ở tiến trình tái võ trang, và trong cùng một lúc thì chính phủ Nhật đã công bố cái bạch thư tố cáo Trung Cộng làm cái tình hình ở Biển Đông trở nên căng thẳng hơn. Nhưng mà chúng ta đã có đề cập lần trước, như vậy không phải chỉ chúng ta có nói là Nhật không có thể, họ không nói bằng lời, nhưng mà họ sẽ thể hiện qua cái hành động, qua cái việc mà tập trận chung với Hoa Kỳ. Phản ứng của Liên Hợp Quốc sẽ như thế nào? Tôi nghĩ là khi mà nước Nhật đã cố gắng xây dựng cái quan hệ về kinh tế, về ngoại thương tốt đẹp với các quốc gia khác đó, đó, thì người ta thấy cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà người Nhật đó, đó họ cũng có trí nhớ. Trong cái vụ gọi là sau cái chuyện chiến tranh Nha Phiến và Bắc Quốc Liên Quân mà tấn công nước Tàu đó, đó, thì về sau đến khi Mao Trạch Đông mà lên đó, đó thì là đòi lại một số những cái đất đai này thế kia, mà họ để ý đấy, những cái đất đai mà nước Nga chiếm đó, đó thì Mao Trạch Đông không đòi lại của Liên Xô, trong khi lại đòi của nước khác. Thế rồi họ cũng nhìn thấy cái sự hèn của nước Tàu lúc đó, đó của người Hán đó, là năm 1919. Trong cái hiệp thỏa ước Versailles chẳng hạn đó, đó là lúc mà nước Tàu thời của gọi là Trung Hoa Dân Quốc đó đã có tham dự với cái cuộc chiến đệ nhất thế chiến đó, thì đến lúc cuối đó, đó thì nước Đức bị thua, thành ra nước Đức phải trả lại cái tỉnh Sơn Đông. Thì đang nhà trả cho nước Tàu đó, đó thì lãnh đạo của Trung Quốc lúc đó là lại trả cho nước Nhật chẳng hạn, chứ không phải trả cho nước Tàu. Và vì vậy đó là sinh viên họ mới biểu tình rồi các thứ, nó mới cái gọi là cuộc vận động ngũ tứ đó, tức là mùng 4 tháng 5 năm 1919 thì mới mở ra cái phong trào gọi là chủ nghĩa ái quốc đó. Thì cái đó là cái chuyện tầm bậy của chính quyền Trung Hoa Dân Quốc. Nhưng mà từ cái cuộc vận động ngũ tứ đó nó mới đưa ra đến cái chuyện thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1921. Thì người Nhật người ta cũng nhớ chuyện đó, đó. Thì họ thấy rằng là nó có cái chất hèn ở trong đó. Và dần dần thì bây giờ thì họ thấy rằng họ phải giải quyết chuyện đó. Và họ giải quyết thì tôi không nghĩ rằng là họ đi nhảy một bước đi vào trong cái điều 9 hiến pháp đâu. Tức là cái điều 9 hiến pháp là nước Mỹ áp đặt ra cái hiến pháp cho nước Nhật. Thì họ chỉ có thể rằng là ông Abe ông sẽ vận động rằng là xin tu chỉnh lại cái điều 96 của hiến pháp. Cái điều 96 quy định rằng là nếu muốn sửa hiến pháp đó, đó thì phải có dân đa số 2/3, và sau đó thì là phải có trưng cầu dân ý. Thì có thể rằng là cái bước kế tiếp đó không phải là điều 9 đâu, mà tức là tu chỉnh cái điều 96 hiến pháp để thượng viện, hạ viện, lưỡng viện, quốc hội đó, đó là
đồng ý tu chỉnh với đa số, bình thường không trên 50% đó là có thể xong rồi. Thì như vậy đó, thì sau khi đã được cái chuyện đó thì có thể kế tiếp nó mới là cái chuyện cái điều chỉnh hiến pháp, và để họ khẳng định lại một cái thực tế của họ. Và cái đó là cũng là một cái cách mà trả lời với lại Trung Quốc. Và thực tế ra đó, đó thì trong hiện tại cái cường quốc mà có cái sức mạnh hải quân lớn nhất ở tại trên cái biển Thái Bình Dương sau Hoa Kỳ đó chính là Nhật Bản chứ không phải là Trung Quốc. Và về cái khả năng trang bị vũ khí của Nhật Bản đó, đó là đã đi khá đều với lại Hoa Kỳ và có cái hệ thống gọi là phòng vệ rất cao. Tôi nghĩ rằng là cái việc đó nó đó, đó thì nó trở lại diện đó, đó là phải cho Trung Quốc biết rằng là không thể tiếp tục được cái chính sách mà gọi là chủ quan, mà gọi là cứ hung hăng gây hấn ép các nước khác. Thì cô có nhắc đến cái chuyện mà gọi là bộ quốc phòng hay là chính quyền mới của ông Abe đó, là ngay sau cái cuộc bầu cử đó họ cũng ra một cái cuốn bạch thư, họ nói rõ về cái khẳng định cái chuyện đó, tức là nước Nhật có quyền và phải có cái khả năng bảo vệ quyền lợi của mình. Và ngay sau khi mà thắng cử thì cái tuần vừa rồi đó, đó là ông Abe đã đi thăm Philippines, đi thăm một số quốc gia. Lần trước cô có nhắc đến rằng là hồi đầu năm thì ông đã đi thăm Việt Nam chẳng hạn, nhưng ông đi thăm Philippines, và ông sẵn sàng, ông cho biết rằng là ủng hộ giúp Philippines trang bị một số những cái phương tiện, những cái chiến hạm hay là những cái tuần dương để bảo vệ Philippines. Thì tôi nghĩ rằng là dần dần đó thì nước Nhật đó, đó đang nói chuyện trở lại với lại các quốc gia Đông Nam Á khác đó, đó là nước Nhật không có lép vế và sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia Đông Nam Á khác để nói chuyện phải quấy với Trung Quốc, là tại vì Trung Quốc đó không biết điều. Khi mà nước Nhật đã, họ đã ra mặt và hỗ trợ những cái nước Đông Nam Á, Kim Nhung thấy là cái vấn đề này nó đối với lại nước Nhật nó sẽ có cái sự hậu thuẫn rất là nhiều, có sự đồng ý của các nước Đông Nam Á. Kim Nhung sẽ trở lại để mà đặt câu hỏi về vấn đề Đảng Tự Do Dân Chủ họ có thể bước vào một cái tiến trình cải cách kinh tế xã hội chính trị sâu rộng hay chăng thì sao?